trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Trước hết, thay mặt những người làm phim, chúng tôi xin kính chuyển tới gia đình lời phân yêu chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây là đôi dòng về cuộc đời và sự nghiệp của ông Trịnh Anh Tĩnh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang sống giữa những ngày cuối cùng của năm Quý Mão 2023. Mọi người đang chuẩn bị nô nức đón chào một mùa xuân mới, xuân Giáp Thìn. Ai cũng mong nhiều đến chữ an, an bài, an nước, an dân. Mọi người đang cùng chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Nhưng có ai ngờ rằng trong khung cảnh bình yên này, ông Trịnh Anh Tĩnh tại quê hương Tân Thành, Mỹ Bằng, hôm nay ông đã thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Toàn thể anh em con cháu cũng đã có mặt đông đủ tại gia đình, chuẩn bị lo tổ chức lễ tang cho ông Trịnh Anh Tĩnh. Ông Trịnh Anh Tĩnh sinh năm 1951. Ông sinh quán tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, và ông chú quán tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù ông đã được vợ con, anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do ông mắc phải căn bệnh quá hiểm nghèo không vượt qua khỏi, và trái tim của ông đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc 8:03 ngày 9/1/2024, tức ngày 28/11 năm Quý Mão. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Được tin ông qua đời thì ban tổ chức lễ tang của xã Mỹ Bằng đã kết hợp cùng cán bộ nhân dân thôn Tân Thành và gia đình, dòng họ đã chuẩn bị long trọng tổ chức lễ tang của ông Trịnh Anh Tĩnh
theo nghi thức của địa phương, với sự hiện diện của dân làng, xóm phố, dòng họ cùng các đoàn hội, ai ai cũng dành cho ông sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Vâng thưa quý vị, trên mọi nẻo đường đi nước bước của mỗi một con người thì có một lối đi, dù muốn hay không, trong cõi nhân gian ai cũng một lần bước tới, đó là đường về cõi Phật. Đã đành là như vậy, nhưng hôm nay giữa những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, mọi người đang nô nức đón chào một mùa xuân mới, vậy mà ông Trịnh Anh Tình lại vội vã ra đi về cõi vĩnh hằng, để cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Ông ơi, người cha vô vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu cha sống lại, thì vợ con, anh em con cháu cũng nguyện xin làm. Nhưng than ơi, sinh quá hạn, tử bất kỳ, sống ở trên cuộc đời này thì ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cha kính thương ơi, cuộc đời của cha đã bao phần vất vả, từ thỏa hàng vi cha đã phải chắt chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ con tần tảo sớm khuya, nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con vẫn hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Cha kính thương ơi, những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, vậy mà cha đã vội theo hầu tiên tổ. Trong giờ phút đau thương ly biệt này, trước bàn nhang án thờ ông, giờ này là lễ viếng của anh em con cháu họ Nội, họ Trịnh trở về kính viếng hương hồn ông. Bởi vì ai cũng có một thời sâu thẳm như con đò chở nặng yêu thương, dẫu chiều tà hay bến vắng, dẫu đục trong ta vẫn nhớ về cội nguồn. Mà cái cội nguồn của mỗi một con người đó chính là dòng họ. Từ cái thỏa hàn vi chưa no đủ đến bây giờ vẫn đùm bọc yêu thương, giờ này dòng họ Trình họ Nội về đây xin thắp một tuần hương, tiễn ông về với tổ tiên nơi vĩnh hằng. Bởi vì Trịnh tộc nhà ta có niên đại từ lâu, như dòng chảy muôn đời không cạn, hôm nay cùng cảm thông trước nỗi đau vô hạn, một người ra đi mà cả dòng họ đau buồn. Nhưng rồi cả nội ngoại dòng tộc họ Trịnh này sẽ mãi mãi trường tồn, bởi luôn trọng đức dày tâm sang. Vâng, nén hương trầm này xin sẻ chia nỗi đau vô hạn, giờ ly tán này cả họ ngậm ngùi. Vậy là kể từ nay trong họ Trịnh họ Nội đã vắng bóng đi một người, nay tiễn người đi một giây im lặng. Phút giây này xin nhớ mãi về sau, thay mặt gia đình hiếu tang xin thành thực cúi đầu nhớ công dòng họ đã về thăm viếng. Vâng thưa quý vị, ông Trịnh Anh Tình mất đi, không những anh em con cháu dòng họ Nội họ Trịnh vô cùng đau đớn,
và trở về kính viếng hương hồn ông giờ này, thì anh em con cháu họ Lê, họ Ngoại ở Thái Bình cũng trở về đây có kém gì đâu. Bởi vì ai sinh ra cũng từ trong lòng mẹ, mà nỗi đau này xin sẻ làm đôi. Hôm nay anh em con cháu Lê tộc bên Ngoại về đây cũng thăm viếng một người, một lần đi không bao giờ trở lại. Cây càng cao bóng vươn xa mãi, người càng già thì con cháu lại càng đông. Nay bên Ngoại cùng về, thương nhớ nặng lòng, phút ly tan ngậm ngùi chia sẻ. Vậy là kể từ nay ông Trịnh anh Tình đã về cõi nhớ, bên Ngoại buồn đau khi vĩnh biệt một người. Và giờ này đứng trước linh sàng xin nhớ khôn nguôi, nhờ hương khói để nói lời tâm huyết. Ông nằm đó chắc là ông hiểu, bên Ngoại chịu một phần đâu phải là xa. Vì mỗi một con người khi đã được sinh ra, thì nội và ngoại nằm hai đầu nỗi nhớ. Vâng, trong giờ phút đau thương ly biệt này, với tấm lòng thành kính, anh em con cháu bên nội bên ngoại trở về đây cũng xin được dâng ông toàn hước tạ từ lần cuối, cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Tưởng như ông ra đi không bao giờ trở lại, xin kính mời họ Nội, họ Trịnh và họ Ngoại, họ Lê dành cho ông phút tâm linh tưởng niệm bắt đầu. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con chọn đời con không còn thấy cha. Bước vào phòng tan đặt hương lễ và vòng hoa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Cường, phó giám thị trưởng đoàn lên có lời chia buồn với gia đình tang quyến. Xin trân trọng kính mời. Thưa đoàn viên tỉnh, thưa ban tang lễ, thưa toàn thể tang quyến, chúng tôi cán bộ chiến sĩ phân trại số 1 Hà Nam Quyết Tiến là đơn vị đại công tác của đồng chí Trịnh Thành Hưng, đồng chí Trịnh Phương Thành, con trai của ông, và đồng chí Kinh Lệ Thanh Nhàn, đồng chí Hoàng Khánh Hội là con dâu của ông.
Hôm nay chúng tôi rất đau buồn nhận được tin ông Trịnh Thanh Tỉnh sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù được gia đình hết cùng tập thể các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Tuyên Quang hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao bệnh trạng ông đã không qua khỏi. Chúng tôi cán bộ chiến sĩ phân trạm số 1 hôm nay tập trung về đây để chia buồn cùng gia đình trong niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình trong hồn của ông được siêu thoát thanh cao trong cõi vĩnh hằng. Trong giờ phút đau thương này, theo nghi thức của lực lượng vũ trang, chúng tôi xin dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghi biệt này với tấm lòng thành kính, thì đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ chiến sĩ phân hiệu số 1 trại giam Quyết Tiến do đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Cường, phó giám thị làm trưởng đoàn, trở về trước bàn nhang án thờ ông, lễ mọn lòng thành xin được dâng ông tuần hương vĩnh biệt lần cuối và lời chia buồn sâu sắc nhất. Với niềm tôn kính này, truyền lời của bà quả phụ cùng các cháu trong gia đình xin cúi đầu cảm tạ. Mời quý vị ra bàn xây nước ạ. Trở về kính viếng hương hồn ông giờ này, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của các đồng chí thay mặt cho đảng ủy, ban lãnh đạo trại giam Quyết Tiến C10 bộ công an. Trở về kính viếng hương hồn ông, xin kính mời đoàn vào dâng lễ. Trong giờ phút đau thương ly biệt này, với tấm lòng thành kính là những người đồng chí đồng đội cùng công tác với con cháu của ông, giờ này anh em bạn hữu trở về đây lễ mọn lòng thành, xin được kính dâng người cha của đồng chí đồng đội mình nén hương tạ từ lần cuối. Bởi vì đã là bạn hữu với nhau thì miếng ngon rẻ nửa, nỗi sầu chia đôi. Giờ đây nén hương thơm ngắt thay lời, cúi đầu kính cẩn tiễn người đi xa, thênh thang về cõi xa bà. Nỗi đau riêng bạn cũng là đau chung. Trong giờ phút ly biệt này, sự hiện diện của các đồng chí thay mặt cho đơn vị nơi mà cơ quan con cháu của ông đang cư trú và công tác, có mặt trước bàn nhang án thờ ông để kính dâng ông tuần hương vĩnh biệt lần cuối, sự có mặt của các đồng chí đã làm vơi đi nỗi đau mất mát người thân trong gia đình. Với niềm tôn kính này, không biết nói gì hơn, thay lời cho bà quả phụ cùng con cháu trong đại gia đình xin được cúi đầu đa tạ. Xin kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Lăng Chính, giám thị trưởng đoàn, lên có lời chia buồn với gia đình cao quyền. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn ông Trịnh Thanh Tỉnh, kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình đang hữu chủ, được tin ông Trịnh Thanh Tỉnh lâm trọng bệnh, mặc dù đã được con cháu gia đình cùng toàn thể tập thể y bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa, do bệnh trọng ông đã không qua khỏi về với tiên tổ. Được tin buồn này, thay mặt cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên trại giam Quyết Tiến nơi có con trai con dâu ông công tác, chúng tôi đến đây thắp nén hương trầm chia buồn cùng với gia đình tang hiếu chủ, cũng như tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thể theo lực lượng vũ trang, chúng tôi xin được phép mặc niệm để tiễn biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu.
trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ phân trại số 2, trại giam Quyết Tiến, cục C10 Bộ Công an trở về kính viếng hương hồn ông. Thưa ban tổ chức lễ ra và gia đình đang lưu trữ, được tin ông Đinh Văn Cảnh do tuổi cao bệnh trọng, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng ông đã không qua khỏi, ông đã về với gia tổ. Chúng tôi đại diện cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của quân trại số 2, trại giam Quyết Tiến, cục C10 Bộ Công an, nơi đơn vị con trai của ông đang công tác, xin được thắp nén hương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình. Để tưởng nhớ đến ông, chúng tôi xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Quý vị, đúng là nỗi buồn không của riêng ai. Ông về nơi ấy sớm mai nắng hồng, để xót thương đè nặng trong lòng mà anh em con cháu nhỏ lệ giữa dòng trần ai. Được tin người cha của bạn mình qua đời, thì các anh đây là những người bạn hữu với con cháu của ông. Lễ mọn lòng thành cũng trở về kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Bởi vì đã là bạn hữu với nhau, thì miếng ngon xẻ nửa nỗi sầu chia đôi. Giờ đây nén hương thơm ngắt thay lời, cúi đầu kính cẩn tiễn người đi xa. Thanh thang về cõi xa bà, nỗi đau riêng bạn cũng là đau chung. Tưởng nhớ tới người cha của đồng chí đồng đội mình ra đi về cõi vĩnh hằng, mời các anh phút mặc niệm bắt đầu. Hương linh ông Trịnh Anh Tỉnh kính quý. Thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, đúng là ai chăm sóc dìu dắt lớp măng non, ai thắp sáng cho ta trên những giảng đường, thầy cô giáo còn mong gì hơn nữa. Lớp trước lớn khôn lại dìu dắt lớp sau, thật hạnh phúc biết nhường nào khi đất nước mình đang vươn tới tầm cao của những người làm nghề cao quý nhất, đó là nghề trồng người. Bởi vì các thầy các cô đây là những người quý chữ hơn vàng, mà quý đức hơn ngọc, giàu sang xem thường. Nay trong cuộc sống hàng ngày thì lòng trung giữ lễ, mở đường nghĩa nhân. Hôm nay được tin người cha của đồng chí đồng nghiệp mình qua đời, thì các thầy giáo cô giáo, rồi công nhân viên chức, rồi hội phụ huynh học sinh, trường trung học cơ sở Kỳ Lâm trở về đây, lễ mọn lòng thành xin được dâng ông tuần hương vĩnh biệt lần cuối và lời chia buồn sâu sắc nhất. Vâng, xin được kính mời các thầy các cô cùng quý vị đi vòng quanh linh cữu để kính dâng cho ông tuần hương tạ từ lần cuối cùng này.
thời khắc tiễn biệt ông Trịnh Anh Tỉnh trong buổi sáng hôm nay. Giờ này chỉ còn tính bằng phút bằng giây. Trong lúc biệt ly này, người vợ thân yêu của ông muốn kinh dâng ông toàn hương vĩnh biệt lần cuối cùng đôi lời tâm sự gửi tới ông trước lúc ông ra đi theo hầu tiên tổ. Mình ơi, ông Tỉnh ơi, nhớ khi xưa trong buổi thanh xuân chúng mình đã sinh ra các con đêm ngày dạy dỗ, được ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo bể nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may mấy đoá, cương thường đạo lý, lòng của mình những lo hiếu thảo đền ơn, nếp tiệm gần mình hằng giữ sớm hôm, nay mới được ra đường cơ chỉ. Mình ơi, ông Tỉnh ơi, tấm lòng của ông ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề, cho vẹn toàn đường nọ lối kia, tuy khó nhọc nhưng mình chưa thỏa giả. Mình ơi, bỗng đâu gió cả phút bẻ cành mai, hoa lìa cây rụng cánh tơi bời, mà yến lìa tổ kêu xuân vỏ vỏ. Tôi những tưởng rằng chúng mình sẽ còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm để dìu dắt các con khôn lớn nên người. Nào ai ngờ trăng lặn sao rời, mình lại vội về nơi Tây Trúc. Mình ơi, ông Tỉnh ơi, vậy là kể từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào cho mẹ con chúng tôi đây? Hiu quạnh bóng ra vào trên cõi dương trần thế. Vậy là kể từ nay ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng phất phơ thấy bóng hiện ngoài mảnh, chỉ thấp thoáng thấy bóng hình của ông trên khói. Vậy là kể từ nay hiền mai dọi bóng, tôi ra ngẩn vào cơ, hết đời thôi chờ nắng vẫn vàng hiu quạnh. Hôm nay mình ra đi tôi không biết lấy gì mà đưa tiễn, với đạo lý nghĩa vợ tình chồng chăn gối trăm năm, tôi chỉ biết kính dâng mình toàn hương tạ từ lần cuối cùng này. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Vậy là ông Trịnh Anh Tỉnh, người con trung hiếu
của quê hương Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay ông đã rời bỏ thế gian này mà thanh thản ra đi về cõi nhớ. Ông thanh thản ra đi về hầu tiên tổ. Ông rời bỏ thế gian này rồi ông thanh thản ra đi theo cõi Phật A-di-đà. Được tin ông qua đời, đã có các tổ chức ban ngành đoàn thể, đại diện chính quyền địa phương, rồi bà con xóm phố, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia liên gia, bà con xóm láng gần xa lần lượt trở về dâng hương hoa kính viếng hương hồn ông. Đặc biệt chúng tôi thấy qua các cơ quan, đơn vị, đoàn hội, doanh nghiệp, công ty, trường học, rồi bạn bè thân hữu có mối quan hệ với vợ con, anh em con cháu của ông, mặc dù đường xá xa xôi, công việc cuối năm bộn bề hối hả, nhưng được tin ông qua đời, mọi người vẫn bố trí thời gian vàng ngọc về đây thăm viếng ông, chia buồn cùng tang quyến. Có những đơn vị cá nhân vì đường xá xa xôi, công việc bận mày, không thể về trực tiếp kính viếng hương hồn ông được, nhưng cũng đã kịp thời gửi điện hoa và lễ viếng trở về kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ơn nghĩa này thật là cao rộng. Cháu con xin ghi lòng tạc giả và xin được cúi đầu đa tạ. Vâng thưa quý vị, vậy là thời khắc tiễn biệt cụ Trịnh Anh Tĩnh giờ này chỉ còn tính bằng phút bằng giây. Trước lúc biệt ly này, anh em con cháu trong đại gia đình xin phép dân làng xóm phố ít phút được kính dâng lên người ông, người cha vô vàn kính yêu của chúng tôi tuần hương vĩnh biệt lần cuối cùng này. Và có đôi lời tâm sự gửi tới người cha vô vàn kính yêu trước lúc cha ra đi theo hầu tiên tổ. Cha hiền ơi, sao cha nỡ đi đột ngột quá chừng, để từ nay anh em chúng con không được nghe cha nói, chúng con chỉ biết rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng cha vẫn gọi tên các cháu các con. Giờ này chúng con biết nói gì hơn, cha nằm đó mà lòng chúng con đau thắt. Chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt, mấy gian nhà này lạnh lẽo quá cha ơi. Rồi bà con hàng xóm thì ai ai cũng ngậm ngùi, trong chất đầy đàn say lẽ thiếu hình bóng thân yêu của cha. Cha kính thương ơi, trước lúc cha ra đi, chúng con vẫn văng vẳng bên tai lời dạy của cha. Cha thường dạy anh em chúng con rằng, các con, các cháu ơi, hãy ngẩng cao đầu, nhìn sông, nhìn suối, nhìn trời, nhìn mây. Các con, các cháu ơi, biển học là vô bờ, mà chăm lo là bến, siêng năng là thuyền. Các con ơi, ngày rộng tháng dài, sống sao tốt đạo đẹp đời nghe con. Vâng kính thưa cha, những lời của cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cảnh, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa gia đình hạnh phúc. Vâng những lời của cha dạy là lời di chúc chúng con xin nguyện để trong tim, và chúng con sẽ nguyện sống tốt cho linh hồn cha thanh thản. Cha hiền ơi, trước lúc cha ra đi, chúng con không biết lấy gì đưa tiễn với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Giờ này chúng con chỉ biết kính dâng cha tuần hương tạ từ lần cuối cùng này.
Sau đây, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Anh Cấp, trưởng ban công tác mặt trận thôn, phó ban lễ tang, thay mặt ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân thôn Tân Thành có lời chia sẻ, chia buồn với hương hồn ông Trịnh Anh Tỉnh cùng gia quyến và tử lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Lời chia buồn của cán bộ và nhân dân thôn Tân Thành. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa hương hồn ông Trịnh Anh Tỉnh và gia đình đang nhớ. Kính thưa các cụ, cắm đầu xe để đầu xe. Cùng toàn thể bà con, hàng xóm trong làng ngoài xã và bạn bè thân hữu của ông Trịnh Anh Tỉnh có mặt trong lễ tang. Hôm nay trong nỗi buồn khôn xiết chúng ta cùng có mặt tại đây để tiễn biệt ông Trịnh Anh Tỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Trịnh Anh Tỉnh là người chồng, người cha, người ông mẫu mực thân yêu của gia đình, một công dân tốt của chúng ta không còn nữa. Ông đã chia tay vĩnh biệt chúng ta từ giã cõi trần về với tổ tiên, với cõi vĩnh hằng hồi 8:03. Ngày 9/1/2024, tức ngày 28/1 năm Quý Mão, hưởng thọ 73 tuổi. Để lại cho gia quyến, bạn bè cùng bà con lối xóm trong làng ngoài xã niềm tiếc thương vô hạn. Giờ này đây, cán bộ nhân dân thôn Tân Thành cùng toàn thể bà con nhân dân trong xóm ngoài làng, bạn bè thân hữu gần xa, trân trọng dâng nén hương thơm kính viếng hương hồn ông Trịnh Anh Tỉnh và xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng gia quyến. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa hồn ông Trịnh Anh Tỉnh và gia đình đang hiếu. Ông Trịnh Anh Tỉnh sinh ngày 10/10/1951 tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, yêu nước, được cha mẹ nuôi cho ăn học khi lớn lên. Tháng 6/1971, ông theo học trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp. Tháng 6/1974, ông ra trường và nhận công tác tại nông trường 3/2 tại Thuận Lộc, Nghệ An. Tháng 6/1976, ông chuyển công tác về đội cơ khí nông trường trẻ Quốc Doanh tháng 10. Ông công tác đến năm 1992 thì được nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí và định cư tại thôn Tân Thành từ đó cho đến nay. Trong quá trình công tác, dù ở vị trí nào, khi tổ chức giao nhiệm vụ, ông luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông đã được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen và được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa buổi lễ, khi trở về với đời thường, ông là một công dân tốt, luôn khắc phục khó khăn vươn lên, vui vẻ hòa nhập cộng đồng, cần cù chịu khó trong lao động, có cuộc sống giản dị gần gũi với mọi người trong làng ngoài xóm. Ông đã tích cực tham gia mọi công việc của xóm làng, được mọi người tin yêu quý mến. Trong cuộc sống riêng tư, ông xây dựng gia đình năm 1976 cùng với người bạn đời là bà Lê Thị Hải, vợ chồng chung thủy sắc son, chung tay chung lưng chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc gia đình, làm ăn nuôi dạy con cái trưởng thành. Ông bà sinh thành được 3 con gồm 2 trai 1 gái. Các con của ông bà nay đều đã trưởng thành, hiện đang công tác xã hội và là người con vừa công dân tốt. Các con của ông đều đã yên về gia thất và đã sinh cho ông bà được 4 cháu nội và 2 cháu ngoại. Kính thưa buổi lễ, thời gian gần đây do bệnh trạng sức yếu, tuổi cao, thời tiết khắc nghiệt, mặc dù đã được gia đình, vợ con, cháu và các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, được anh em, đồng đội, bạn bè, làng xóm, đồng chí, đồng đội thăm hỏi, động viên, mong sao cho ông sớm bình phục. Nhưng do tuổi cao, sức yếu bệnh trạng, ông đã không thể cưỡng nổi quy luật sinh tử, luân hồi và vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên vĩnh hằng. Ông ra đi để lại cho gia đình một nỗi đau thương, một sự mất mát lớn lao mà không có gì có thể bù đắp lại được. Xóm làng, xã hội mất đi một công dân tốt, gia đình mất đi một người thân thiết nhất.
vợ con cháu mất đi một người chồng cha ông mẫu mực giản dị và thương yêu. Trong giờ phút đau thương này, cán bộ và nhân dân Phước Tân Thành xin được chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc nhất với gia quyến ông. Vĩnh biệt ông, cán bộ và nhân dân Phước Tân Thành nguyện đoàn kết một lòng phấn đấu thực hiện duy trì phát triển bền vững chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương xã Đức Bằng anh hùng, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Và đó cũng chính là ước mơ và nguyện vọng của ông lúc đương thời. Xin kính chúc ông nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu, và cầu chúc cho linh hồn ông sớm được siêu thoát, ông sống khôn phát thiên, phù hộ cho gia đình vợ con cháu và xóm làng vạn sự bình an ông nhé. Nhớ thương ông với nghĩa tử sinh, với tình ly biệt, chúng ta dâng nén hương thơm để vĩnh biệt ông lần cuối và cùng dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình có điều gì sơ xuất, kính mong được tất cả mọi người lượng thứ. Cảm ơn. Vậy là ông Trịnh Anh Tình, người con trung hiếu của mảnh đất thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hôm nay ông đã rời bỏ thế gian này mà thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Tuy cuộc đời của ông không để lại cho sử sách non sông đất nước được là bao, nhưng ông vẫn là tấm gương sáng để cháu con mãi mãi phải noi theo. Đến giây phút cuối đời, ông vẫn tỏ ra là người có nhân có đức. Đúng là vầng trăng sắp khuất non rồi, dẫu chưa khuất hẳn vẫn ngời sáng trong. Mấy tháng gần đây, nhất là những ngày cuối cùng của năm Quý Mão 2023 này, ông đã cảm thấy sức mình có phần sa sút. Đôi khi ông chỉ ngồi một mình mà thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng, như nhớ lại những ngày qua, nghĩ quá khứ đến buồn rơi nước mắt, nhưng ngẫm tương lai mà rạo rực niềm vui. Ông cứ nhìn xem con cháu đã đổi đời, ông chỉ tiếc cho mình tuổi cao sức kiệt. Những câu chuyện thuộc về quá khứ không mấy khi ông nói hết bằng lời, mà đều bị cắt ngang bằng tiếng thở dài. Đó là nhớ, đó là thương, đó là nỗi tiếc. Tiếc cho sức khỏe không còn nhiều để chăm lo cho con, cho cháu nhiều hơn. Chứng tỏ tấm lòng của ông là tấm lòng của người cha thật quý giá biết nhường nào. Có miếng ngon vắng con không ăn được, có tấm áo lành ông thường gói cất đi. Cũng chính là cuộc đời của ông đã đi lên từ thiếu thốn, nên ông càng kính trọng sự chắc chiu. Cả cuộc đời này ông chỉ biết trồng cây đức, giữ lòng nhân, dành trái ngọt cho đời. Vâng, chính những vành khăn trắng kia
là kết quả sinh thành dưỡng dục của ông bà. Hiện nay các con, các cháu của ông bà đang học tập, công tác lao động trên mọi miền tổ quốc để làm đẹp cho đời, thì họ cũng phải hiểu rằng họ đều trưởng thành trong lời ru của cha, của mẹ. Những ngày gần đây, căn bệnh của ông trở nên trầm trọng. Mặc dù ông đã được vợ con, rồi anh em con cháu, rồi tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng không được. Đã là định mệnh thì không ai có thể tránh. Có lẽ chỉ còn có thuốc trường sinh con cầu, vương mẫu chưa trao, thì bút chú tử nam tào đã định. Con người cũng là vật thể quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la này. Một vật thể không bao giờ tồn tại vĩnh cửu được. Ông Trịnh Anh Tỉnh đã phải khép lại vành mi mà từ biệt cuộc đời. Qua đến nay được tin ông mất, chúng tôi thấy căn nhà này đầy ắp nghĩa tình. Đó là tình dân nghĩa đảng, đó là tình làng nghĩa xóm, đó là tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình đồng chí đồng đội, tình bạn hữu xa gần. Tất cả đã có mặt đông đủ nơi đây thắp hương kính viếng hương hồn ông. Và giờ đây trong phút biệt ly này, mọi người lại đã có mặt đông đủ nơi đây để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng, trong lúc tang gia đa sự bất ngờ bối rối, chắc chắn rằng ban tổ chức lễ tang cũng như gia đình không thể tránh khỏi những điều khiếm khuyết. Có thể chén nước chưa tới tay, lời mời chưa được thấu đáo, cũng mong quý vị lượng tình mà tha thứ cho. Và sau khi đưa tăng ông về nơi an nghỉ cuối cùng mồ yên mà đẹp, chuyển lời mời của bà quả phụ cùng anh em con cháu trong gia đình, xin kính mời toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ tang ông hôm nay hãy quay trở lại với gia đình để vợ con, anh em con cháu của ông và đại gia đình có thời gian tiếp đón và cảm tạ. Một lần nữa xin cúi đầu đa tạ. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đời mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bức thư quý vị,
giữa những ngày cuối năm, công việc bộn bể hối hả. Nhưng được tin ông Trịnh Anh Tỉnh 250 theo hầu tiên tổ, thì mọi người vẫn tranh thủ thời gian vàng ngọc về đây tiễn đưa ông bằng cả tấm lòng. Rồi đội trống đội kèn của 3-4 đoàn nhạc hiếu đã hòa quyện vào nhau như những bản hợp xướng trầm hùng. Một vùng quê rạo rực con tim làm rung động lòng người. Đến với lễ hành tang và an táng ông Trịnh Anh Tỉnh hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô bác dân làng, tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa, đặc biệt có tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã và đang từng cùng công tác, sinh sống với ông bà, đặc biệt là với anh em, con cháu của ông bà. Thật quý là tình cảm thiết tha, và trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Khi đã đến huyện, trong giây phút đau thương nặng nề này, anh em con cháu đang cố níu giữ cỗ hài cốt của ông từ từ đưa xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơi trời cao lộng lộng, ôi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất nay thác lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công vun sới đất tốt tươi, nay đất lại tiễn người. Bởi vì người với đất là bạn đời tri kỷ, ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây những năm đất quê nhà, anh em con cháu đang đắp lên phần mộ, chúc người đi thơm thảo đất này, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Kính thương ơi, thôi cha đành chọn đất này mà yên nghỉ. Ở đời mai cốt chứ chẳng mai danh, cha ra đi để lại bao đức độ trong lành, cho cháu con soi vào muôn thuở. Chúng con nguyện cùng nhau ghi nhớ, sống yêu thương, giữ trọn đạo gia, lấy đức độ của mẹ, của cha, chúng con xin noi theo muôn thuở. Cha kính thương ơi, thôi cha đành nằm lại đây cha nhé, giữa bốn bề gió thoảng với mây bay, ngửa mặt lên chỉ thấy trời cao, mà ngó xuống đất chỉ thấy đất dày. Lòng thành kính cháu con xin ơn cha mẹ. Làm con phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh anh mà có ta.
chảy dài.